đây chính là nhảy đường số, tăng tốc tiến lên tỏa sáng everywhere I go. Hey, đây chính là nhảy đường số, tăng tốc tiến lên tỏa sáng everywhere I go. Ok, Huy TK đúng không? Ok, hiểu biết được là Huy có một khao khát là battle với ai ạ? Who's that? Là ai đó? It's a TF star. TF star và Huy TK, mọi người giới thiệu về nhau nào. Làm như là không quen nhau là sao ạ? Vâng, mình là TF star Vũ Tùng Phương và đến đây đơn giản chỉ để nhảy thế thôi. Thì người ta hay bảo là con hơn cha là nhà có phúc. Thì đây anh Phương cũng như là cha em và là thầy em. Thì bây giờ mà vượt qua được anh Phương ở một nơi như thế này thì còn gì nghĩa hơn. T-Rex. Here we go. Gặp Vũ Tùng Phương cách đây rất là lâu rồi. Sau bao nhiêu năm gặp lại? Thật sự quá xuất sắc. Cách Phương đặt ra một cái vấn đề nó rất là thông minh. Các bạn thấy là Phương lặn lại, Phương làm một cái hình con bướm. Tự nhiên tất cả mọi người mê con bướm. Tất cả những con người trong này đều là những người mà đã làm nên tên tuổi của Pop Vinh ở Việt Nam. Chính xác. Thế là chúc mừng TF Star. Má thằng xứng đáng một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Thank you. Thank you. Team Trọng Hiếu chính là team có nhiều khăn nhất. Chẳng lẽ trong 25 cái khăn đấy không có cái khăn nào thuộc về VTK? Cảm giác như kiểu cảm giác chỉ muốn khóc luôn đấy. Và một tràng pháo tay cho người anh em của tôi thưa quý vị.
PTK rất là dũng cảm, không phải là kiểu muốn thể hiện là mình giỏi hơn thầy của mình, nhưng mà PTK dùng cái battle đó để vượt qua cái giới hạn của bản thân mình. Như thế là Hiếu cảm thấy rất là respectful. Great job, great job. Từ đầu với thầy thấy thế nào? Thật sự là đầu hơi sợ. Nhưng mà thật sự lúc càng đấu thì em càng thấy kiểu khoái hơn. Đây là một niềm tự hào của mình, rất rất tự hào. Và cái niềm tự hào đấy cũng như niềm sự tin tưởng và tình yêu đối với chàng trai này. Khu phố Trọng Hiếu quá nhiều người giỏi. Biết thế mình chạy sang phố Chipu. Đẹp trai là được quà, ớt sợ.